Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, Quang Hải đang đứng trước nhà thờ Tắc Sậy, nơi mà rất là nhiều người đến hành hương và cũng để đến viếng cha Francisco Trương Bửu Diệp. Thì trong cái tình hình dịch bệnh như hiện nay thì mọi người đang thắc mắc là không biết là ở nhà thờ Tắc Sậy, nơi cha Trương Bửu Diệp yên nghỉ thì có mở cửa hay không. Quang Hải đang đứng ở đây thì mọi người theo Quang Hải quan sát thì rất nhiều người đến cha Francisco Trương Bửu Diệp. Mặc dù tình hình dịch bệnh ở đây rất là căng thẳng, nhưng mà mọi người từ nhiều nơi đến đây rất là đông. Quang Hải sẽ quay một vòng cho quý vị và chị em biết tình hình ở đây. Hiện tại thì nhà thờ lúc này đang xây dựng, chưa có thánh lễ, cho nên là hôm nay là ngày Chủ nhật nhưng vẫn không có thánh lễ. Nhưng nhà thờ vẫn mở cửa để cho nhiều anh chị em đến đây để viếng cha Francisco Trương Bửu Diệp. Như quý vị và anh chị em cũng thấy, mọi người đến đây rất là đông nha. Từ buổi sáng sớm, Quang Hải đã đến đây rồi thì mọi người cũng đã đến đây để mà cầu nguyện với cha Francisco Trương Bửu Diệp. Nhiều anh chị em cũng lo lắng vì không biết ở nơi đây có mở cửa hay không, thì Quang Hải cũng xin thông tin là nơi đây vẫn mở cửa. Anh chị em từ nhiều nơi đến đây cũng rất là đông, cho nên là quý vị và anh chị em yên tâm đến đây để viếng cha Francisco Trương Bửu Diệp cũng như xin ơn đầu năm. Một vài thông tin chia sẻ đến quý vị và anh chị em. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em, và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải để có thể nhận được những video mới nhất. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Như quý vị và anh chị em cũng thấy, mọi người đang đứng ở bên bên ngoài cũng rất là đông, còn bên trong nữa thì càng đông hơn nữa. Đây là mới sáng sớm này, lúc chừng 6 giờ hơn thôi thì ở đây rất là đông rồi quý vị anh em. Quang Hải sẽ quay một vòng cho quý vị và anh chị em xem ha. Nên quý vị và anh chị em yên tâm đến đây để viếng cha Francisco Trương Bửu Diệp cũng như xin ơn ngài đầu năm. Quý vị và anh chị em cũng thấy ha, mọi người tinh thần rất là vui, rất là lạc quan. Mặc dù tình hình dịch bệnh ở đây rất là căng thẳng, nhà thờ vẫn chưa có lễ, nhưng mà nhiều người vẫn đến đây. Thì hiện tại thì nhà thờ Tắc Sậy đang sửa chữa. Đang sửa chữa. Chắc là vì lý do này nên vẫn chưa có lễ. Đang sửa chữa. Nhìn rất là đẹp phải không quý vị và anh chị em? Cho nên là năm tới, sau khi nhà thờ Tắc Sậy sửa xong thì quý vị và anh chị em có một cái nhà thờ rất là đẹp. Từ nơi xa các bạn trẻ cũng đến đây để viếng cha Francisco. Rất là dễ thương. Còn là tuổi teen không các bạn? Cái cửa chính thì vẫn mở hé thôi. Mình quay cho các bạn xem ha. Cửa chính thì vẫn mở hé chứ không có mở hết. Các xe con thì họ đứng bên ngoài, đậu bên ngoài, không vào trong, chỉ cho xe lớn thôi.